Quy trình rửa tay thường quy. Bước 1: Làm ướt tay bằng nước và xà phòng. Chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3: Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4: tra mặt ngoài các ngón tay này vào lòng bàn tay kia. Bước 5: Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch ngón tay cái. Bước 6: xoay các đầu ngón tay của tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và lau khô, ghi chú, rửa tay bằng nước xà phòng khi bàn tay có vết bẩn, thời gian mỗi lần rửa tay 30 giây, các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần.